Để về trang trí á, mình sẽ quay chia sẻ với các bạn xem nhé. Đây là cây thông khỏi trưng để họ bán cho mình mua và để trưng cho Giáng sinh nè các bạn. Đây mình lớn quá ấy hả? Đây là cây thông thiệt luôn, họ chặt gốc xong họ mang vào đây họ bán. Cái đó hơi cao quá. Bây giờ mình sẽ đi lựa một cây thông về cho nhà mình trưng. Ừ, cái hơi cao. Cứ đi đi rồi kiếm từ từ có cây nhỏ bên kia kìa. Cây thông này mình trưng ở nhà rất là thơm. Cái mùi lá này nè, mình mà trưng cái cây thông thịt á, mình mà trưng cái cây thông thịt đó, nó thơm, lá nó thơm lắm. Hai mươi mấy, ba mươi mấy, 30 đồng là thường mấy cây lớn này thì họ sẽ trưng ở ngoài nhà đó, ngoài sân hoặc là ngoài cổng. Cái này có người mua rồi. Cây này bán rồi, cây này bán rồi, cây đã bán rồi, cây đã bán rồi. À, cây này đã bán rồi, cây này có người mua rồi. Cây này đây, cây này là một bao nhiêu? 130 đồng. Khoảng chừng 3 triệu, 3 triệu tiền Việt Nam. Ở đây nó chưa chừng hết á, nó mới mới đem vào thôi. À, mà cái lá của nó ấy quá ha, nó khô khô á, nó giống như là lá giả ha, lá thịt mà giống như lá từ giả vậy đấy. Từ lắm á. Ô, cây này cao quá chừng này, cây này cao quá. Tối đi cũng đẹp hả? Đi buổi tối đi cũng đẹp ha. Buổi tối đi mà cũng đẹp ha, chứ có đợi hơi lạnh thôi. Cái này cũng bự anh hả? Cái này là cao so với anh không? Hơi cao. Cái cao ha. Cái này cao. Bên kia có mấy cây lùng rồi kia kìa. À, cây lùng rồi đó. Kia đây có cây lùng nữa này. Cái đồng lại lại khác, lại này thì chắc hơi dân đèn không đẹp đâu. Hả? Anh thấy dân đèn không đẹp á, nó không có xung xê phải không? Đúng rồi, nó lạ, lại lạ thôi. Sẽ đi đi xuống dưới này coi sao. Cái này cũng ok đó, cái đó ok đó. Hả? Cái đó cũng ok đó. Cái này cũng ok ha. Ừ. Chấm trước cái đó đi chút xíu, đi vòng lên quay lại coi. Cây này nó vừa vào nhà mình, nó nhỏ nhỏ thôi.
nhỏ nhỏ. Ừ. Em thích cái xe bự quá. Bên kia cái cây đó cũng được không? Cây kế bên kìa. Cây kế bên hơi bự phải không? Cây này bự lắm. Cây này thì ok này. Nhưng mà phía trên này thì nó tại vì nó vướng cái này thôi chứ. Cây này cũng đẹp đây hả? Ừ. Không, họ chặt ở nông trại về đó. Họ chuyển tới đây này xong rồi họ còn bó lại này. Nào họ gỡ cái này ra thì họ sẽ nó bung ra rồi họ sẽ trưng ra ngoài. Các chú họ mới chuyển cây về đó, họ chưa hết. Nhiều quá, không biết lựa cây nào luôn. Quá chừng luôn. Đây này, cái này cũng loại khác đấy hả? Ừ. Đây này. Cái này mà nó lên được tầng 1 này. Cây này cái màu xanh là bạc này, nó lên từng tầng luôn. Chưa xong á, chưa làm xong. Ô, nó chưa làm xong, nó chơi vô. Khi nào làm xong thì kêu không? Nai gỗ. Đây này, cái này để trong nhà cũng như thế này. À. Được rồi đấy. Mình sẽ mua cây này. Get like. Quay xe lại đi. Anh
bây giờ mình sẽ đi làm cái chân đó. Họ sẽ làm cái chân cho mình để và mình chân lên cái 10 đồng. Họ sẽ làm cái chân cho mình lên. Coi có độ cao ok chứ hay là muốn cắt trình nhà đây nó cũng vừa rồi. Nó có cái ca đó. Cái họ nước hứng nước cái bọn nước. Để mình đổ nước cho nhìn cái ca đó. Tuần nữa đi hả? Một tuần nó vô trong đây nó sẽ
bây giờ mình sẽ chỉ việc chạy về thôi, tại họ làm sẵn hết trơn này. Cảm ơn các bạn nha, bye bye các bạn. Đi.